Những đợt thiên tai vừa qua đã khiến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng bị ảnh hưởng. Sau khi nước lũ rút, người dân đã và đang khẩn trương khôi phục lại sản xuất, đồng thời chuẩn bị phương án ứng phó trong thời gian tới. Các vùng rau chuyên canh trên địa bàn thành phố như vùng rau Túy Loan, Phú Sơn Nam, huyện Hòa Vang hay vùng rau La Hường, quận Cẩm Lệ bị thiệt hại nặng nhất với diện tích rau màu ngập úng lên tới hàng chục hecta. Đáng nói là do ngập úng cục bộ trong khoảng thời gian dài, đất canh tác bị bồi lấp hư hại hoàn toàn, rất khó để khôi phục sản xuất ngay được. Hiện các hợp tác xã phải huy động toàn bộ bà con xã viên và máy móc để đẩy nhanh tốc độ dọn dẹp, vệ sinh ruộng đồng, khẩn trương cải tạo xử lý đất canh tác. Trước hết là phải kêu má cà lên, cái rồi bắt đầu mình bứ vào những nico độc mo rồi mình khử trồng đất rồi bắt đầu mới xuống giống được. Cùng với đó, các hợp tác xã cũng đề nghị ngành nông nghiệp thành phố, các cấp chính quyền địa phương hỗ trợ về giống và vật tư nông nghiệp để bà con có thể nhanh chóng khôi phục sản xuất. Đặc biệt hiện nay, giống cho vụ đông xuân sắp tới đang bị thiếu hụt khá nhiều. Có lượng giống hiện nay là thiệt hại 100%, là không còn cái gì mà sản xuất tiếp tục. Thì trên cơ sở đó thì tổ hợp tác xã cũng như là có đề xuất của các cấp chính quyền địa phương được quan tâm để hỗ trợ một phần giống và các loại thuốc để khử đất để cho đảm bảo bà con nông dân tiếp tục rồi sản xuất. Cái rau mà vụ đông này thì luân phiên, đó là khi mà thu hoạch xong là chúng tôi là tổ chức sản xuất lại, chứ không có thời gian, không hạn chế cái thời gian. Hợp tác xã cũng cố gắng để vận động bà con là tranh thủ, nếu hư cái đó chúng ta tiếp tục làm khác để cho nó kịp thời vụ thứ hai là để tăng thu nhập. Dự báo từ nay đến cuối năm, thời tiết còn diễn biến phức tạp, mưa lũ không thể lường trước được, đặc biệt là ảnh hưởng của không khí lạnh sẽ tác động rất lớn tới sản xuất nông nghiệp. Ngành nông nghiệp thành phố khuyến cáo các hợp tác xã, bà con nông dân chủ động các phương án ứng phó kịp thời, không chủ quan lơ là để giảm thiểu tối đa thiệt hại cho cây trồng, rau màu. Thì bây giờ mình cũng có những cái cách mà mình khống chế lại nhiệt độ, có nghĩa là mình cũng làm như thế nào đó mà để cho cái nhiệt độ nó ổn định để mình ra sản xuất cho nó được có cái năng suất cho sản phẩm. Thì bây giờ hiện nay là tôi đang mua một số bạc Tú Phương á để gì mình che chắn gió và giữ ấm. Việc nhanh chóng khôi phục sản xuất nông nghiệp không chỉ sớm đáp ứng nguồn cung rau xanh, các mặt hàng nông sản cho thị trường mà còn góp phần đảm bảo đời sống thu nhập cho người nông dân, các hợp tác xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.